Hi, xin chào tất cả người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một shop ạc bán nick liên cầu bài vô cùng là uy tín và các bạn tự tin để có thể là sở hữu được những cái tài khoản trên shop này. Đó là shop mobileviet.vn. Các bạn có thể ghi như thế này, đó, shop mobileviet.vn. Và shop ạc liên quân uy tín và đặc biệt là mobileviet mở đứng ra quản lý. Đây là shop mà anh mobileviet đứng ra và quản lý nha các bạn nha. Giá rẻ phù hợp. Đó, đây là giao diện của shop. Và các bạn có thể nhìn thấy là mình sẽ kéo xuống để cho các bạn xem qua về cái giao diện shop như thế nào. Thật sự rất cực kỳ đơn giản luôn. Tốc độ xử lý của cái shop ạc này cực kỳ nhanh, chính xác 100%. Bây giờ thì mình sẽ kéo xuống để cho các bạn có thể xem được chi tiết về shop. Hiện tại thì đây là liên hệ fanpage nha. Và kèm theo nữa là ạc đã bán là 20.549, trời đất ơi. Thành viên là 69.070 và lượt truy cập đó là 4.852.176 lượt truy cập. Các bạn có thể nhìn thấy một con số cực kỳ khủng khiếp đúng không nào? Hiện tại thì shop mobileviet.vn đang có một cái event dành cho những bạn nào mà tham gia. Đó là khi mà các bạn truy cập vào shop, đăng nhập vào shop thì các bạn ấn vào cái vòng quay may mắn như thế này. Đó, chỉ cần đăng nhập thôi thì các bạn sẽ nhận được một lượt quay hoàn toàn miễn phí để các bạn có thể quay. Các bạn có thể nhận được trong vòng quay này đó là nick ngẫu nhiên này, nick trắng thông tin này, nick nhiều tướng, nick VIP. Hoặc là các bạn sẽ được cộng tiền 10.000 đồng cho đến 50.000 đồng trên shop. Hoặc là thêm lượt quay, chúc bạn may mắn lần sau. Đấy là những cái phần thưởng trong cái vòng quay may mắn này. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào thôi. Chỉ cần đăng nhập vào shop, không cần làm gì cả. Chỉ cần đăng nhập vào shop và các bạn sẽ nhận được miễn phí một cái lượt quay luôn. Đây là một cái event mình cảm thấy là khá là thú vị trên shop shopmobileviet.vn. Giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn. Ấn lượt quay rồi, ok, cho lát lại lần nữa. Quay cho chúng người này. Trời ơi, vừa xong thì mình có một lượt quay, mình ấn bừa thôi. Mình trúng được một ạc VIP. Và các bạn thì nhìn thấy là ạc VIP này. Hiện tại cái tài khoản mật khẩu thì nó sẽ gửi vào trong cái thông tin lịch sử. Tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem qua. Wow. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử vận may trên shop mobileviet.vn xem sao. Các bạn nên nhớ là thử vận may trên shop mobileviet hoàn toàn khác với toàn bộ các shop khác. Đó là ạc trắng thông tin 100% từ 10 tướng đi lên đến ạc VIP full tướng. Và toàn bộ là 50.000 đồng cho một lần các bạn thử vận may hên xui của các bạn. Các bạn nên nhớ là 100% đó là trắng thông tin và cũng như là trên 10 tướng. Hoặc là các bạn có thể sở hữu được một cái ạc full tướng. Ok, mình mua và sẽ cho các bạn xem và cũng như là vào test cho các bạn về cái tài khoản. Khi mà mình vừa mua, mình sẽ vào test cho các bạn đây nha. Đây là cái tài khoản đăng nhập này. Tài khoản và mật khẩu đây. Mình sẽ vào và test xem là mình vừa xong mình mua với 50.000. Mình vừa xong mình mua hai tài khoản là 100.000 với hai tài khoản này. Xem là nó có được một ạc ngon hay không. Hy vọng rằng sẽ được ạc ngon. Hồi hộp quá các bạn ạ. Đây nha, mật khẩu tài khoản đấy nha. Các bạn có thể thay đổi tại vì mình sẽ tặng cho các bạn những cái tài khoản như thế này. Chứa mình vào mình test qua thử vận may xem sao thôi. Vào để test này. Trời ơi, hồi hộp quá. 50.000 đồng. Ok, mình sẽ đăng nhập nha. Đăng nhập vào một cái ạc đầu tiên luôn này. Ấn vào đăng nhập Garena. Sau đó là mình sẽ ghi cái ạc đầu tiên ra. Ghi tên đăng nhập và mật khẩu ra. Ok, đăng nhập thành công rồi. Bây giờ là truy cập thử và xem. Trời ơi, 50.000 đồng. 50.000 đồng. Thử xem thế nào, thử vận may của mình. Không biết hôm nay là hên hay xui đây. Hy vọng rằng sẽ là hên. Với 50.000 đồng thì mình sẽ sở hữu được một cái ạc như thế nào. Đây là test cái ạc đầu tiên nha. Của cái thử vận may. Ok, mình sẽ cố gắng test luôn cái ạc đầu tiên này. Ấn vào thông tin. Mình sẽ ấn vào thông tin của cái tài khoản này. 27 tướng 14 trang phục. 27 tướng với 14 trang phục với 50.000 là quá lãi rồi. Là mình lãi rồi. Đây cho các bạn xem qua về tướng này. Đây là ạc đầu tiên nha, mình sẽ vào và mua thử cái ạc thứ hai xem như thế nào.
Đây là arc đầu tiên. Các bạn thể nhìn thấy có cả ngộ không này. Ủa. Ok, tiến hành sang một cái arc thứ hai. Đăng nhập vào một cái arc thứ hai, vừa xong mình mua hai tài khoản trên random mà các bạn. Đây là tài khoản thứ hai vừa xong mình mua trên random nha, thử vận may. Rồi, đăng nhập cái thứ hai nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào tài khoản thứ hai. Rồi, 50.000 đồng thứ hai của tôi. Xem có khấm khá hơn được cái tài khoản trước hay không. Nói chung là tài khoản trước là mình cũng khá hơn rồi. Ok, ấn vào phần thông tin của tướng nha. Ấn vào thông tin của tài khoản. Ấn vào thông tin của tài khoản này. 29 tướng và 15 trang phục. Mình chỉ quan tâm vào tướng thôi. Với 50.000 đồng là 29 tướng. Wow. Đây có cực quy len này. Có rất là nhiều thứ. Ok, thật sự là rất may mắn. Hay là do nay số mình hên đây. Trên hết 10 tướng các bạn có thể nhìn thấy là trên hết 10 tướng luôn. Chỉ với 50.000 đồng 20 mấy tướng luôn liền này. Ok, bây giờ mình sẽ vào và hướng dẫn cho các bạn về cách nạp thẻ trên shop. Đây, mình sẽ hướng dẫn cách các bạn cách nạp thẻ trên shop, nó cực kỳ đơn giản, giao diện như thế này. Các bạn ấn vào nạp thẻ này, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây đó là cái thẻ Viettel rồi. Chọn mệnh giá Viettel trước nha, mệnh giá là mình sẽ nạp từ 50.000 đồng. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành nhập cái mã thẻ này và số seri vào. Ok, nhập mã thẻ và số seri nạp thẻ. Các bạn đợi một xíu nha, và giờ các bạn đọc đi. Chờ đến 15 phút chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ là không đến 15 phút đâu, để mình loát lại cái trang này xem là nó có cộng luôn không. Đấy, cộng tiền luôn các bạn ơi, rất nhanh. Thật sự rất nhanh. Xử lý thẻ cào rất là nhanh luôn. Đấy là vừa xong thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách nạp thẻ cào. Bây giờ thì mình sẽ test cho các bạn mua một cái tài khoản để tặng các bạn vậy. Mua một tài khoản VIP của Liên Quân trên shop mobileviet.vn. Ok, các bạn thấy gì đấy là rất nhiều luôn, rất nhiều tài khoản. Các bạn biết là cái độ uy tín như thế nào khi mà đầu clip mình đã cho các bạn xem cái lượng truy cập, một cái lượng người truy cập vào shop quá đông đảo. Tìm nha, tìm mệnh giá nha, các bạn thấy gì đấy là chọn thuộc tính lọc, tính năng ấy. Các bạn có thể lựa chọn như thế này, 50-100k, rồi cái tướng 20, trang phục 100, cái này tướng 19. Đây này, thôi mình lấy cái này đi, mua để tặng cho các bạn thử xem. Mua để test thôi. Mua luôn này. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng check qua về cái mật khẩu. Bây giờ mình sẽ check qua về cái mật khẩu của cái tài khoản vừa mua đây nha các bạn. Nhìn có thể nhìn thấy là 100.000 vừa xong mình mua đây. Đó, nó nằm ở cuối đây này. Ad ngon đây. Rồi. Video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Dù sao thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn qua một shop bán ảo cực kỳ uy tín khi mà các bạn chưa biết lựa chọn ở đâu. Và shop mobileviet.vn các bạn nên nhớ là do anh Mobile Việt chủ kênh YouTube hơn 3,5 triệu người theo dõi mở ra để nhằm mục đích phục vụ cho mọi người có thể sở hữu được những cái chiếc tài khoản an toàn, chất lượng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Chơi game cùng mình không? Đặt hẹn mình cùng chơi nha. Quanh quanh có đồng đội sinh tự tin chiến thắng. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mai yêu, bye bye.